Chăm sóc bé gấu trúc. Em bé muốn tập bò, bạn có thể giúp em bé không? Bé Kiki đang tập bò, giúp bé Kiki bò về phía trước nhé. Hãy giúp bé Kiki lấy những món đồ trước mặt nhé. Sữa thơm ngon và bổ dưỡng. Ngũ cốc giòn và ngon. Đó là món nuôi nơ ngon tuyệt. Wow, bé Kiki đã nhận được một hộp quà lớn. Cảm ơn bạn đã chăm sóc tốt cho em bé. Đây là món quà dành cho bạn. Bạn có thể chơi với em bé trong vườn không? Có vô vàn trò chơi thú vị dành cho bạn. Bạn muốn chơi trò nào? Hãy xây lâu đài cát. Đồ chơi kêu bíp bíp bíp. Có rất nhiều hoa đẹp. Hãy cưỡi ngựa bập bênh. Ah!
cảm ơn bạn đã chăm sóc tốt cho em bé. Đây là món quà dành cho bạn. Ôi, có lẽ em bé đi vệ sinh rồi. Tháo bỏ tã bẩn. Sau đó, mặc tã sạch sẽ cho em bé. Ôi, em bé buồn ngủ rồi. Đi ngủ. Hãy vệ sinh miệng cho em bé trước khi đi ngủ. Vệ sinh miệng cho em bé bằng gạc. Hãy ru em bé ngủ. Một món đồ chơi mềm mại sẽ giúp em bé nhanh chóng đi vào giấc ngủ hơn. Đung đưa nôi để em bé có thể... Bé Kiki đang ngủ ngon. Em bé có thể tự đi được rồi.